Trước những băn khoăn của thầy và trò về thông tư 30 khiến cho giáo viên gặp khó khi phải thường xuyên nhận xét cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa đổi bổ sung thêm thông tư 22. Và sau một học kỳ đầu áp dụng, việc thay đổi cách đánh giá học sinh tiểu học đã nhận được phản hồi tích cực, giúp giảm áp lực cho giáo viên, tạo môi trường giáo dục học mà chơi, chơi mà học cho các em. Sân trường, lớp học được các em học sinh tự mình dọn dẹp trước mỗi giờ học. Những chiếc chổi được treo ngay ngắn tại hành lang. Sách vở, vật dụng cá nhân trước giờ ra chơi được các em sắp xếp gọn gàng, tự phục vụ, tự quản là một trong 18 tiêu chí để đánh giá các em đã hoàn thành hay chưa trong suốt một năm học. Các bạn trong trường làm những việc như là quét lớp, quét trường và lau bàn ghế nữa. Thông tư 22 nhằm sửa đổi và bổ sung thông tư 30 về đánh giá năng lực học sinh tiểu học. Ở thông tư này, các mục đánh giá học sinh được chia nhỏ ra với tiêu chí về năng lực và phẩm chất, tự học tốt, tự phục vụ, tự quản tốt, giao tiếp hợp tác tốt, chăm làm. Đây sẽ là một trong những thước đo đánh giá học sinh đã hoàn thành hay chưa trong suốt năm học. Thông tư 22 đã khắc phục được điều này, đó là đưa ra cho giáo viên những tiêu chí cụ thể, gợi ý những tiêu chí như là các bảng tham khảo tiêu chí. Với thông tư 22 thì giáo viên đã thay đổi bằng cách dùng lời nhận xét học sinh và chỉ dùng nhận xét bằng chữ viết khi cần thiết vào học sinh. Thế việc đấy là cho thấy là đã giảm rất nhiều vất vả cho giáo viên. Nhằm giảm áp lực cho giáo viên, thông tư 22 đã có mục chấm điểm ở giữa kỳ. Trong cả năm học sẽ có 4 lần chấm điểm. Do đó, các thầy cô sẽ giảm được phần sổ sách phải nhận xét. Tuy nhiên, các tiêu chí đánh giá lại bị chia nhỏ ra và để hoàn thành mục tiêu của năm học thì mỗi học sinh phải đạt được 18 tiêu chí. Trong khi một lớp có sĩ số đông như hiện nay ở các trường thì việc đảm bảo các tiêu chí là rất khó. Đa phần là 40 đến 45 thì có hơi đông và việc sĩ số đông như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc nhận xét, theo dõi, rèn luyện cũng như là việc tổ chức các hoạt động cho các con được cẩn thận hơn. Dù nhận được phản hồi tích cực, song cũng có nhiều ý kiến cho rằng áp lực lớn nhất với học sinh là bệnh thành tích trong kiểm tra đánh giá tổ chức đã ăn sâu vào nhà trường, phụ huynh. Vì thế, vấn đề cơ bản là phải chữa được căn bệnh này để những lời nhận xét đánh giá được mang tính thực chất.